Thông báo về quyền đối với việc khởi tố vụ án hình sự và vi phạm giao thông trước tòa án thành phố Cleveland. Thưa quý vị, tôi là thẩm phán Michelle Oley, thẩm phán hành chính và chủ tọa phiên tòa của tòa án thành phố Cleveland. Tôi có trách nhiệm thông báo cho những vị đã có lịch hẹn có mặt tại tòa án về các quyền cơ bản của các vị và các thủ tục cơ bản mà tòa án sẽ thực hiện để giải quyết các vụ việc của quý vị ngày hôm nay. Hãy lắng nghe cẩn thận vì mỗi quyền trong số các quyền này có thể rất quan trọng đối với kết quả vụ kiện tụng của quý vị. Trong phòng xét xử ngày hôm nay, tòa án sẽ chấp nhận toàn bộ lời khai hoặc tuyên bố của quý vị. Những người đã bị buộc tội trong một vụ án hình sự và hoặc vi phạm giao thông trong thành phố Cleveland. Có ba lời tuyên bố mà quý vị có thể sử dụng. Lời tuyên bố đầu tiên là vô tội, tức là từ chối hoàn toàn các cáo buộc. Lời tuyên bố thứ hai là có tội, đây là sự tự thừa nhận hoàn toàn về tội lỗi của quý vị Lời tuyên bố thứ ba là không phản đối Đây không có nghĩa là một sự thừa nhận có tội Nhưng là một sự thừa nhận về sự thật đối với các sự kiện có trong đơn khiếu nại Do đó, tầm quan trọng của lời tuyên bố không phản đối là nó sẽ không thể bị sử dụng để chống lại quý vị trong bất kỳ thủ tục dân sự hoặc hình sự nào trong tương lai. Nếu quý vị lựa chọn để khai là có tội hoặc không phản đối ngày hôm nay, viên chức tư pháp người phán xét vụ kiện tụng của quý vị sẽ phán xét bằng cách áp dụng một khoản phạt vào phí tòa án cho quý vị. Nếu quý vị chọn khai là vô tội, vụ án của quý vị sẽ được chỉ định ngẫu nhiên cho một trong 13 thẩm phán của tòa án thành phố Cleveland. Sau đó, quý vị sẽ được sắp xếp một ngày khác để đến tòa và xuất hiện trước thẩm phán, người được chỉ định vụ kiện hay các vụ cáo án của quý vị để thực hiện các thủ tục xét xử tiếp theo. Trách nhiệm của tòa án là thông báo cho mỗi người bị cáo trạng vi phạm rằng họ được hưởng các quyền nhất định. Do đó, mỗi người trong số quý vị bị cáo buộc sẽ được thông báo rằng quý vị có các quyền cơ bản sau đây. một Quý vị có quyền được biết và hiểu rõ các cáo buộc hoặc cáo buộc chống lại quý vị. 2. Quý vị có quyền được xem là vô tội và yêu cầu công tố và chứng minh với bằng chứng của công tố và thôi rằng quý vị có tội ngoài một nghi vấn hợp lý về những cáo buộc chống lại quý vị trước khi quý vị có thể bị kết án bởi bất kỳ điều gì quý vị sẽ không bị yêu cầu phải chứng minh mình vô tội 3. Quý vị có quyền được xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong tất cả các vụ việc trừ các vụ việc phi pháp nhẹ những vụ án phải được đưa ra tòa mà không có ban bồi thẩm ngay cả khi quý vị được phép xét xử trước ban bồi thẩm quý vị vẫn phải yêu cầu phiên tòa này được thực hiện trong thời gian được quy định trong các quy tắc hoặc quý vị sẽ bị mất quyền đó. Tuy nhiên, ngay cả khi quý vị bị mất quyền xét xử trước ban bồi thẩm, quý vị vẫn có thể yêu cầu được xét xử vụ án của quý vị. Trong trường hợp này, vụ án của quý vị sẽ được đưa ra tòa mà không có ban bồi thẩm. 4. Quý vị có quyền được đại diện bởi một luật sư ở tất cả các giai đoạn của thủ tục tố tụng này. Và cả khi quý vị có ý định đưa ra một lời tuyên bố là có tội hoặc không phản đối. 5. Quý vị có quyền yêu cầu tòa án chỉ định một luật sư để đại diện cho quý vị. Nếu quý vị đang đối mặt với việc có thể bị giam giữ và không có khả năng tài chính để thuê luật sư đại diện cho quý vị. 6. Quý vị có quyền đối mặt với các nhân chứng chống lại quý vị và các nhân chứng đó sẽ được thẩm vấn phối kiểm. 7. Có, quý vị có quyền được tự mình gọi nhân chứng riêng của mình và thuyết phục các nhân chứng cần lưỡng lựa đó qua tiến trình trước đời hòa tòa nếu cần thiết. 8. Quý vị có quyền tự làm nhân chứng cho chính mình 9. Quý vị có quyền giữ im lặng và thực thi quyền hiến pháp của mình chống lại sự tự buộc tội. Nếu quý vị chọn thực hiện quyền đó thì không ai, kể cả tòa án hoặc luật sư khởi tố, có thể phán xét khi quý vị làm như vậy. Bất cứ điều gì quý vị nói, tuy nhiên, có thể được sử dụng để chống lại quý vị. 10. Cuối cùng, quý vị có quyền được tài ngoại hầu tra. Thêm vào đó, quý vị được thông báo rằng Mọi phán quyết về vi phạm giao thông sẽ dẫn đến việc hồ sơ kết án của quý vị sẽ được gửi đến văn phòng xe cơ giới của Ohio và sẽ bị thêm điểm hành chính về hồ sơ lái xe của quý vị. Nếu quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ, quý vị cũng được thông báo rằng phán quyết đối với hành vi phạm tội hoặc vi phạm mà quý vị đưa ra là tuyên bố là có tội hoặc không phản đối có thể dẫn đến hậu quả là bị trục xuất, cấm nhập cảnh ở Hoa Kỳ hoặc sự tự từ chối nhập tịch theo pháp luật Hoa Kỳ. Những quyền này thuộc về mọi bị đơn hiện diện trước tòa án ngày hôm nay và sẽ được tòa án bảo vệ. Khi tên của quý vị được gọi, hãy bước tới trước và đứng trước vành móng ngựa. Viên chức tư pháp sẽ xem xét cùng quý vị bản chất của cá buộc hoặc các cáo buộc chống lại quý vị và yêu cầu quý vị đưa ra một trong những lời tuyên bố được đề cập trước đây trong thông báo này. Nếu quý vị quyết định đưa ra lời khai là có tội hoặc không phản đối, quý vị cũng sẽ được thông báo về các hình phạt tối đa liên quan đến lời bảo chữa đó nếu nó được tòa án chấp thuận. Đây là lệnh của tòa án rằng sẽ không được nói chuyện khi đang ở trong phiên tòa. Việc quý vị không tuân theo lệnh này có thể khiến quý vị bị tòa án cáo buộc tội khinh thường. Nếu điều đó xảy ra, quý vị có thể bị phạt tới 250 đô la Mỹ và chi phí tòa án và bị kết án tù tối đa là 30 ngày cho mỗi vi phạm. Đây cũng là lệnh khi tất cả các điện thoại di động và máy nhắn tin phải được tắt nguồn hoặc tắt tiếng bất kỳ thiết bị nào làm gián đoạn thủ tục tố tụng sau khi thông báo này kết thúc có thể khiến chủ sở hữu của nó bị cho lời khinh thầy tòa án và sẽ bị kết án phù hợp. Ngoài ra, thiết bị có thể bị tịch thu từ chủ sở hữu của nó và không được trả lại. Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của quý vị. Mặc dù có khối lượng kiện tụng dự kiến sẽ có trong phiên điều trần ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xử lý càng nhanh càng tốt, đồng thanh với các mục đích của công lý. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phiên tòa.